Thì thưa quý vị, cái công đức phóng sanh mà Tổ sư Ấn Quang nói nó là chánh hạnh để mà vãng sanh Tây Phương á, là do đây là chánh nhân của tịnh nghiệp tam phước mà mười phương ba đời chư Phật đã hành trì và làm cái chánh nhân này, cho nên thành ra chư Phật đã thành Phật. Chánh nhân trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó là chánh nhân tịnh nghiệp tam phước, trong đó nó có lòng từ không giết. Chúng ta hay nói hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, tu mười điều thiện. Hôm nay chúng tôi nhìn nhận thấy cái lòng từ không giết là một cái chánh nhân rất quan trọng để cho hành giả niệm Phật vãng sanh, cũng như để cho những người tu Phật để thành Phật. Bởi vì mười phương ba đời chư Phật để thành Phật thì không thể bỏ cái chánh nhân tịnh nghiệp tam phước nói chung, và cái chánh nhân của lòng từ không giết nói riêng. Hôm nay chúng tôi khai triển cái chánh nhân của lòng từ không giết này. Thì cái lòng từ không giết này nó rất là sâu xa. Nếu mà mình không có trực tiếp giết mà mình ra chợ mình mua, thì Tổ sư Ấn Quang dùng danh từ gọi là đem tiền thuê cho người khác giết. Lời Tổ nói thì không sai rồi. Vì sao gọi là đem tiền thuê người ta giết? Vì khi mình ra mình mua thì cái người bán đó, người ta nghĩ rằng là có người mua cho nên ngày mai phải giết tiếp. Nếu mà không ai mua thì cái người bán ngay người ta có tiếp tục giết để mà đi bán không? Không. Vì vậy Tổ sư Ấn Quang nói rất đúng, đó là đem tiền đi thuê người ta giết. Vì nếu mình hôm nay mua thì ngày mai người ta giết tiếp, người ta đem đi bán. Thì đây gọi là cộng nghiệp sát sanh, gián tiếp sát sanh. Tội vẫn có tội sát nghiệp như thường. Và cái tội sát nghiệp này nó là một loại năng lượng không có hình tướng, cho nên thành ra mình thấy nó bình thường. Nhưng mà nó có sự chi phối. Ví dụ như là cái sát nghiệp mình đem tiền ra mình mua, mình mang về để mình ăn, thì vô hình chung trong mạng mình thọ mạng là tuổi thọ bắt đầu mình đã ngắn. Cái gì mình sống 83, 84 tuổi, bây giờ nó còn 70 hoặc 60, mình không biết. Cái nghiệp nó chi phối, chỉ có Phật Bồ Tát có thần thông, có túc mạng thông, có tha tâm thông á, thì mới biết được cái thọ mạng của mình nó giảm bao nhiêu. Còn riêng đối với phàm phu chúng ta thì không biết thọ mạng mình nó giảm bao nhiêu và nó tăng bao nhiêu. Bởi vì mình chưa chứng đắc được cái tha tâm thông. Chưa biết cái tuổi thọ mình bao lâu và đời trước mình làm gì, túc mạng thông và tha tâm thông mình không có. Nói chung là thể tánh của mình nó có khả năng được ngũ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông được hết. Nhưng mà điều mình chưa có thông nào hết là do mình bị chướng ngại. Đó là ngũ ấm ngăn che, tài sắc danh thực thì nó ngăn che, tâm vọng tưởng nó ngăn che mất rồi. Nhưng mà trong kinh Phật nói là nếu người nào trực tiếp sát, hoặc gián tiếp sát, hoặc xúi người sát, hoặc hoan hỷ sát, hoặc vui theo sát, mua mang về ăn, miếng thịt bữa nay nó ngon quá, gọi là vui theo mà cộng nghiệp sát. Mình ra mình mua, tức là mình khuyến khích người khác ngày mai giết tiếp, gọi là khuyến khích để người khác giết. Điều có tội giống như người giết hết. Như vậy cái chánh nhân này nếu mà mình không thành tựu được, mình phá cái chánh nhân mà lòng từ không giết này đó, thì cơ hội vãng sanh mình rất kém, hầu như không có cơ hội vãng sanh. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói trong văn sao xác quyết về cái việc mà kiên giết phóng sanh ăn chay là một cái chánh nhân, chứ không phải trợ nhân nữa ngang, là chánh nhân của tam thế chư Phật để thành Phật và chánh nhân của những người niệm Phật vãng sanh. Đại chúng nên lưu tâm chỗ này. Đại chúng tại viện chiên tu và khắp nơi trên thế giới và những người nghe lại cái đĩa này nên lưu tâm chỗ này. Cho nên thành ra suốt cuộc đời của chúng tôi là gần như là tán thán tùy hỷ và thân hành để làm cái lễ phóng sanh, và ít nhiều gì chúng tôi cũng phát tâm để phóng sanh. Hôm nay quý Phật tử khắp nơi trên thế giới tùy hỷ gửi về cho chúng tôi, không kêu gọi có nhiều làm bao nhiêu. Vậy mà cái pháp duyên nó rất thù thắng. Mà chính cái pháp duyên này mà chúng tôi hình thành được cái pháp hội niệm Phật A Di Đà và cái viện chuyên tu này. Đây là một cái chánh nhân mà trợ duyên cho cái pháp hội của mình rất thù thắng. Thì như vậy cái việc mà lòng từ không giết là một cái chánh nhân của mười phương tam thế chư Phật để thành Phật.
Và cái chánh nhân của người niệm Phật vãng sanh rất thù thắng. Và cái lòng từ không giết này nó đạt đến cái chỗ gọi là vô duyên đại từ và đồng thể đại bi. Cái người mà họ thường phóng sanh, họ kiên giết, họ khuyên người không giết và họ bản thân họ không giết và họ, bản thân họ không ăn thịt và họ bản thân họ khuyên gia đình và khuyên những người khác không ăn thịt và bản thân của họ phóng sanh. Tuy rằng họ nghèo quá trong mạng, họ không có tiền nhưng mà họ vẫn tùy hỷ những cái lễ phóng sanh. Thì cái công đức mà tịnh nghiệp tam phước của lòng từ không giết này đó làm cho cuộc đời họ bắt đầu thay đổi. Chút nữa chúng tôi nói có 5 cái điều mà cuộc đời mình thay đổi, gần như là ai trong cuộc sống cũng phải cần. Đó là tuổi thọ kéo dài, đó là không bệnh hoạn, đó là được giàu có, đó là được thân tướng tốt đẹp, và đó là khi chết gọi là thiện chung á, là thân thể được an vui, các căn vui vẻ và sắp xếp trước được ngày giờ chết luôn. Công đức phóng sanh thấy thù thắng không? Như vậy cái người phóng sanh này họ kết một cái duyên thù thắng trong chánh nhân của tịnh nghiệp tam phước đó, lòng từ không giết, và họ đem cái chánh nhân này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc lâm chung cái lòng từ của họ mà phóng sanh ăn chay kiên giết này hòa với cái lòng đại từ bi của Đức Phật A Di Đà. Vì cái lòng đại từ bi của Đức Phật A Di Đà là lòng từ không giết trong vô lượng đời kiếp rồi. Mà chúng sanh nào có lòng từ không giết như Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà sẽ duỗi tay phóng ngọc hào quang và tiếp dẫn người đó vãng sanh, bởi vì lòng từ của mình và lòng từ của Phật đã hòa quyện và có sự cảm ứng với nhau. Và cái thứ năm mà người phóng sanh đạt được đó là thiện chung, là có thể tiên liệu thời kỳ chết của mình. Khi lâm chung không gặp tai họa, thân thể không đau đớn vì bệnh tật, trong lòng không vương vấn và phiền não, ôn hòa tự tại rời khỏi nhân gian, an nhiên thị tịch. Nếu trước khi lâm chung mà niệm Phật 1 tiếng đến 10 tiếng hết lòng tin ưa, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn về Liên Trì Hải Hội Tây Phương Cực Lạc. Trong nguyện thứ 18 nói rằng người lúc lâm chung mà hết lòng tin ưa niệm danh hiệu ta 1 niệm đến 10 niệm thì ta sẽ tiếp dẫn người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu ta không tiếp dẫn thề ta không thành ngôi chánh giác. Vậy là có người niệm 1 niệm đến 10 niệm mà ngài tiếp dẫn vãng sanh rồi, cho nên ngài mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác 10 kiếp ở bên Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đây. Như vậy lúc lâm chung cái chánh nhân mà lòng từ không giết trợ duyên cho mình để thân thể không đau bệnh, tâm mình không bị hôn mê, các oan gia trái chủ nó không đến nó báo oán mình, thì lúc đó rộng đường để mình niệm 1 niệm đến 10 niệm. Có cần không? Rất cần. Chúng tôi nhớ chú Nhuận Giác, là tên chú Tuân, ông ở Quảng Ninh. Khi bệnh hoạn và bệnh tưởng chừng là chết rồi, ông sợ quá, ông vô chùa ông tu. Mà khi bước vô chùa là thân tướng ông nhìn thấy nó thê thảm lắm, bệnh hoạn mà. Ông mới kể là lúc trước ở nhà đó thì thích ăn lẩu mèo. Con mèo còn sống bỏ vô bao cột bao lại, vì con mèo mà nếu mà chặt đầu giết nó dữ lắm, nó gào nó nhảy lên và khó có giết giống như con gà, con vịt, con heo đồ, nó không có dữ như con mèo, cho nên thành ra lừa bỏ vô cái bao cột miệng nó lại nhặn xuống nước. Vậy đổi sặc nước cái nó ngộp nó chết. Mang lên cái bắt đầu chế nước sôi cái làm lẩu mèo ăn. Thì lúc ông ra đi, cái phòng hộ niệm lúc đó chúng tôi có hộ niệm cho chú Nhuận Giác này, quý vị lên coi lại hộ niệm cho chú Nhuận Giác á. Lúc đó chúng tôi đưa sát cái micro chung với chú này niệm cho ổng luôn. Và cái mặt ổng như con mèo. Khi chúng tôi nói đó thì một số quý Phật tử trên Đà Lạt mua mấy con mèo về phóng sanh cho ổng. Cuối cùng cũng phải ra đi. Như vậy khi lúc lâm chung, như chú Nhuận Giác và một số những người mà bị cái nghiệp ác mà sát hại sinh linh kinh thiên địa này đó, thì nó gây chướng ngại cho cái việc vãng sanh mình rất lớn. Vì vậy chúng tôi mong mọi người ngay giây phút này nghe những điều mà bằng tất cả tấm lòng của chúng tôi chia sẻ, ngưng liền ăn thịt ăn cá, tất cả các loài có máu huyết và có mạng để sinh sống thì ngưng ngay luôn, ngưng liền.
Vì có một số người quan niệm là người ta giết rồi mình mua mang về mình kho mình ăn, đâu đến động đến cái nghiệp sát sanh, đâu giết con nào đâu. Nhất là bên nước ngoài, Úc, Canada, Mỹ, châu Âu, họ giết rất tinh tế. Mà hôm bữa chúng tôi lên trên mạng YouTube coi, họ làm toàn bộ bằng máy không. Họ đưa lên rồi họ xẻo, họ làm toàn bộ bằng máy mà rất nhanh, cực kỳ nhanh, tinh vi, giết. Như vậy mới đủ cung cấp cho người ăn. Cái người ăn họ không nghĩ đến cái việc giết đó. Cho nên thành ra chúng tôi khuyên mọi người nên ăn thực vật. Và cái răng của con người mình là răng bằng. Răng nó bằng chứ không phải răng nhọn. Mà răng bằng á, là để nhai rau cỏ thực vật. Mà răng nhọn như con hổ, con cọp á, là nó ăn cái loài động vật. Ruột nó là ruột thẳng, nó ăn vô cái là nó đi ra cầu liền. Còn mình ruột nhích dắt á, mà ăn những cái loài động vật thì dễ bị ung thư đường ruột. Ăn loại rau á, thì nó phù hợp với cơ địa của con người. Đây là các vị bác sĩ, những vị tiến sĩ, kỹ sư mà họ nghiên cứu ra cái loại thức ăn và loại động vật là hợp với loại nào. Họ nói rất kỹ trên mạng quý vị xem. Nhưng mà điều con người mình theo thói quen đó là nghề nghiệp. Xưa bày nay làm cho ông bà, cha mẹ mình đám cưới cho con. Nhất là ấn tổ là ngày rầy. Đám cưới, đám hỏi, giỗ chạp nhất là đám cưới cho con. Đám cưới cho con trai, con gái là thuần phong mỹ tục, là để nói dòng giống của con người mình, là cái ngày vui mà một đời nó có một lần, mà bây giờ lại đem tất cả chúng sanh đem nó giết đi, hoặc giả thuê người khác giết để cho nó lâm vào tử địa, để cho nó phải là đau khổ, thì mình có an vui được không? Một ngày đó là ngày khánh hỷ, ngày song hỷ, ngày hạnh phúc của mình, của lứa đôi, mà cuối cùng bây giờ làm cho tất cả chúng sanh phải chia đàn sẽ nghe, đau khổ chết chóc. Thì như vậy mình có phải là được hạnh phúc không? Không được hạnh phúc đâu. Ấn Tổ nói, nếu mà ông cái sư bày nay làm như vậy đó thì con cái của ông sẽ mất hạnh phúc và không an vui đâu. Mà nếu mà ông đám cưới bằng cỗ chay á, người khác bắt chước là công đức ông lớn đó. Cái gì thấy không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức, toàn thể đại chúng và tất cả quý Phật tử đang hiện diện online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, Tổ sư Ấn Quang khai thị về pháp môn niệm Phật. Phật pháp sâu rộng khác nào đại hải, hạng phàm phu sát đất ai có thể thấu nguồn tột đấy, một hơi nuốt hết cho được. Tuy nhiên nếu sanh được tâm chánh tín, sẽ tự có thể tùy phần tùy sức ai nấy được lợi ích. Ví như tu la, hương tượng và các loài mũi mồng uống nước biển cả, loài nào loài nấy đều được no bụng mới thôi. Như Lai xuất thế tùy thuận chúng sanh, vì họ thuyết pháp khiến ai nấy đều được lợi ích cũng giống như thế. Nhưng chúng sanh thời mạt, nghiệp chướng sâu nặng, thiện căn cạn mỏng, tâm trí hẹp kém, thọ mạng ngắn ngủi, lại thêm tri thức hiếm hoi, tà ma ngoại đạo tung hoành. Nếu tu những pháp môn khác mà muốn cho trong đời này đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử quả thật là chuyện rất khó, hiếm có. Chỉ có một mình pháp tịnh độ chuyên cậy vào Phật lực, cho nên chẳng cần luận đến đoạn chứng, chỉ dựa vào tín nguyện. Tín nguyện nếu có đủ, dù là phường tội lớn cực ác, sắp đọa A Tỳ địa ngục, cũng vẫn có thể cậy vào sức thập niệm, chống nhờ vào Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Ôi, Như Lai đại từ phổ độ, chẳng bỏ sót một ai. Chỉ có mỗi pháp này thật là châu đáo thiết tha nhất. Do vậy, Tây Thiên, Đông Độ, Bồ Tát, Tổ Sư, Cao Tăng, Đại Nho, không ai chẳng dùng pháp này để tự lợi, lợi tha. Tất cả trước thuật cực kỳ rộng lớn, muốn tìm hiểu nguyên ủy, nào phải là chuyện dễ dàng. Vì thế pháp môn này các cửu giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thiết. Thật có thể nói là pháp cực đàm của một đời giáo hóa của Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thường, chẳng trồng cõi đức thì trải bao kiếp khó gặp được, đã được thấy nghe phải siêng tu tập.
Số 2, Tổ sư Ấn Quang khai thị nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, do tâm Bồ Tát cứu khổ thiết tha. Đức Quán Âm từ bi rộng lớn, chắc chắn hệ có cảm liền ứng, nhưng tâm chớ nên quá gấp rút bộp chộp, mong được ứng ngay. Ví như trồng lúa, ngày hôm nay vừa gieo giống liền mong thu hoạch, ngay trong bữa nay sẽ trở thành kẻ si. Cố nhiên hệ có ai khởi lòng niệm Bồ Tát thì sẽ liền được gia bị, nhưng chớ nên có những quan niệm hẹp hòi mong cầu ấy thì sẽ có lợi ích lớn lao vậy. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn, họa hoạn xảy đến không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì mới chẳng gặp hoạn nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp dự hóa lành. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm tự lợi, lợi tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước. Nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui, thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp, lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá, mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phàm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy, đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hằng ngày trì chú Đại Bi gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc, thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Gần đây, những kẻ do gặp hoạn nạn bèn niệm Phật, niệm Quán Âm, được cảm ứng nhiều không kể xiết. Gia đình ông còn được coi là có của ăn của để. Hãy nên dạy nam nữ lớn bé trong nhà đều hàng ngày niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm bao nhiêu đó câu để làm kế dự phòng. Lúc vô sự niệm thì sẽ không có họa hoạn. Dẫu lúc đương đầu với hoạn nạn mà có thể chí tâm niệm thì công đức cũng chẳng thể nghĩ bàn. Câu chuyện cảm ứng do trì chú Đại Bi trích trong Tăng Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Triều nhà Thanh, Phật tử Thái Tư Nhương phụng mạng triều đình thực hiện việc giám sát các tuyến vận tải đường thủy tại cửa sông Hoàng Hà. Ông đến Giang Tây, một thị trấn nằm bên bờ sông Hoàng Hà, thuê một dãy nhà lớn của dân địa phương để làm công sở. Dãy nhà này không có vách ngăn, bốn phía để trống, nằm liền kề với nhà dân chúng. Vào ngày 11 tháng 5, thị trấn Giang Tây bị hỏa hoạn. Tất cả các gia đình đều lo cứu hỏa và dời đồ vật ra ngoài. Trong lúc đó, Phật tử Tư Nhương vẫn ngồi yên bất động. Gia nhân thấy vậy rất sợ hãi, đã mấy lần đến thỉnh xin ông ra ngoài tránh nạn lửa, nhưng ông không nao núng và không ra khỏi chỗ ông ngồi. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, lan sang các nơi bên cạnh và thiêu cháy các nóc nhà sát chỗ của Tư Nhương. Tuy nhiên, có điều rất lạ là khi lửa đến nơi nóc nhà của Tư Nhương thì lướt qua khu nhà này và tiếp tục thiêu hủy mấy nóc nhà kế tiếp rồi mới tắt. Dân chúng xung quanh thấy ly kỳ, bèn gặng hỏi, ngài có pháp thuật chi mà được như vậy? Tư Nhương đáp, tôi hoàn toàn không có pháp thuật chi cả, lúc lửa cháy dữ dội. Chỉ kiên thành trì tụng chú Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu xin ngài cứu độ cho qua nạn lửa mà thôi. Có một người nghe xong bèn nói, thần chú của Phật linh hiển là lẽ dĩ nhiên, chúng tôi không bao giờ dám phủ nhận. Nhưng chúng tôi thấy bao nhiêu người trì tụng, mà trong muôn người thì không có được lấy một người cảm được sự linh ứng.
Vậy mà Ngài dám cả gan ở trong biển lửa, ngồi yên bất động. Đây chẳng phải là việc hy sinh thân mạng một cách oan uổng hay sao? Phật tử Tư Nhương lại ôn hòa giải thích. Quý vị nói đúng, gia đình tôi từ thời tổ tiên đến nay, qua nhiều đời đều chí thành trì tụng thần chú ấy, nên được thoát ly tất cả tai nạn, đao binh, thủy hỏa, vân vân. Những việc này không thể nào kể hết được. Chính bản thân tôi trì tụng chú Đại Bi đã hơn 20 năm. Mỗi khi gặp cấp nạn thì chí thành khẩn thiết trì tụng liền được cảm ứng. Trước đây vào niên hiệu Càn Long, năm thứ 29 nhà Thanh, vào lúc mùa xuân, lúc ấy tôi đang ở Kinh Sư, nhà tôi nằm trên phía nam hồ Đầm. Một ngày nọ, sớm nhà này phát hỏa, lại nhằm lúc gió nam thổi mạnh. Ngọn lửa nương theo sức gió nên cháy lan dữ dội. Lúc đó tôi biết mình không thể nào dời đồ đi cho kịp, nên nhất tâm thành kính trì chú Đại Bi. Chưa xong một biến thì gió đổi hướng, ngọn lửa chuyển sang hướng khác. Nhờ đó mà nhà tôi còn nguyên vẹn. Vì vậy tôi tin chắc rằng thần chú Đại Bi này có năng lực chuyển tất cả ách nạn. Nếu lòng tin không chân thật thì tôi đâu dám khinh thường sinh mạng, dấn thân vào chỗ hiểm nguy như thế. Số 3. Tổ sư Ấn Quang khai thị về kiên giết ăn chay phóng sanh. Phải biết, người cùng loài vật cùng mang cái thân huyết nhục này, cùng có tánh linh tri, cùng sanh trong vòng trời đất, chỉ do đây kia tội phước bất đồng. Đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác, cậy ta mạnh hiếp loài yếu, dùng thịt chúng nó no đẩy bụng mình, khoái lòng thích chí, cho đó là phước báo. Chẳng biết rằng một khi phước lực đã tận, nghiệp báo hiện tiền, lúc bị người giết chóc, thân chẳng kháng cự lại được, miệng chẳng nói nổi, trong lòng buồn sợ, đau đớn khổ sở, mới biết chuyện ăn thịt là một tội vạ lớn vậy. Người ăn thịt đúng là la sát, dù chẳng giết người để ăn thịt cũng không được. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói, do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, như thế cho đến 10 loại sinh vật, chết chết sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sanh đến cùng tột đời vị lai. Lại còn nhiều kiếp đến nay sanh ra lẫn nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nợ nào để chúng nó bị giao xả cực khổ, hồng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng. Trong kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn bao lần quở trách chuyện ăn thịt, có đoạn chép: hết thảy chúng sanh từ vô thị đến nay ở trong sanh tử luân hồi chẳng ngơi, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, quyến thuộc, nam nữ, chờ đến bằng hữu, thân ái, kẻ hầu, qua đời khác phải thọ các thân chim thú, sao lại dùng chúng nó để ăn? Phàm những ai sát sanh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ắt sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình chẳng thể giết hết thảy loài vật nữa. Câu chuyện nghiệp đời trước còn lại trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào đời nhà Thanh có ông Cố Thuần Chi, quê ở huyện Thường Thục, là người ăn chay trường, ngụ cư ở huyện Vô Tích. Ngày 1 tháng 2 năm Canh Tuất thuộc niên hiệu Khang Hy, ông nhắm mắt ngủ mê, đến 7 ngày sau mới tỉnh lại, kể với người chung quanh rằng: tôi mơ thấy một vị đạo nhân đến hẹn tôi đi nghe kinh. Tôi cùng ông ấy đến một chỗ nọ, thấy ở pháp đường phía trước giảng kinh Kim Cang, pháp đường phía sau giảng kinh Báo Ân. Buổi giảng kết thúc lại nghe có lời dạy rằng: người ăn chay phải kiên trì giữ tâm niệm Phật, người ăn mặn thì cốt yếu là phải giữ giới không giết hại. Làm được như vậy, một là có thể cầu siêu thoát cho cha mẹ nhiều đời, hai là có thể tiêu trừ được tội lỗi nghiệp chướng của bản thân mình. Sau đó giây lát, bỗng nhìn thấy mẹ tôi đang khóc lóc ở trong một cái hồ chứa đầy máu, có những con ốc và dung đất vây quanh đầy khắp thân thể bà. Vị đạo nhân bảo tôi, người mẹ kiếp này của ông đã được siêu thoát rồi. Ông nhìn thấy đó là người mẹ trong kiếp trước. Vì lúc còn sống bà thích ăn thịt vịt, nên bây giờ phải bị các con vật ấy vây kín quanh thân. Ông nên trì chú vãng sanh để cầu cho bà ấy siêu thoát, sau đó thì tỉnh dậy. Lời bàn người đời gọi là hiếu,
bất quá chỉ là lo cho cha mẹ trong một đời hiện tại. Người tặng hiếu theo pháp Phật thì rộng làm lợi ích cho cha mẹ trong cả nhiều đời. Vì thế nên gọi là hiếu hạnh lớn lao. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, trong giờ phút vừa qua, thầy Nhận Minh đã đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang mà thầy đã soạn trong An Sĩ Toàn Thư và trong Văn Sao. Chắc là quý vị nghe rất là tỳ hỉ và thấm thía. Biết sao chúng tôi đọc và nghe những lời trong Văn Sao như thầy Minh soạn ra đọc đó, thì trong lòng nó cảm kích vô cùng. Thấy lời của Phật Tổ nói đúng mà có hữu ích cho chúng sanh quá. Nếu mà chúng sanh nào mà nghe được mà hành theo thì lợi lạc, không những đời này mà vô lượng đời kiếp sau. Và thế giới này nó sẽ được thanh bình,